Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và ở đâu xe rẻ xe tốt chắc chắn ở đó có Vũ Duy Auto. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe cực kỳ là hầm hố, rất là đẹp luôn. Với giá tiền hiện nay vẫn còn lên đến 700 triệu nhưng tại Vũ Duy Auto thật sự là không thể tin nổi. Chiếc xe này chỉ có giá 245 triệu đồng thôi. Vâng, chắc chắn rồi, 245 triệu đồng đã có ngay một chiếc Lexus RX350 sản xuất năm 2008, bản xuất nhá các bác nhá. Một chiếc xe sản xuất tại Nhật Bản, xuất nhập về Việt Nam luôn. Đây, bây giờ thì em sẽ cùng quý vị các bạn đi vào chiếc xe này để mà đánh ra cái chỗ thoáng thoáng kia, quay cho quý vị các bạn. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, đánh ra chỗ thoáng này nhá. Vâng. Á chà, khóa điện rồi. Con này thì đang nó khóa điện điều khiển có hơi bị yếu pin một chút. Đây, quý vị các bạn có thể nhìn nội thất này. Em đảm bảo cho quý vị các bạn hàng hiếm kiếm đâu ra. Ghế điện điều chỉnh nhá. Ghế da này, xịn sò zin đét đẹp luôn. Túi khí này còn nguyên nhá. Đấy, nội thất này đẹp như trong tranh luôn. Thôi cho ra chỗ rộng cho thoải mái đây, để cho quý vị các bạn cùng nhìn và thèm khát. Vâng, một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nội thất đóng mở cực kỳ chắc chắn, hiện đại, tiện lợi luôn. Wow, chà 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 chà, con này còn có cả cruise control đây. Thôi coi, bật khóa điện lên. Một chiếc xe rất là hiện đại 2008. Wow, đè đóm nổ phanh phạch luôn. Xe hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, máy móc các thứ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Rồi, đi ra chỗ thoáng thoáng tí cho quý vị các bạn cùng xem chiếc xe đẹp nó có cái gì. À, có lỗi lầm gì không? Không lỗi lầm. Con này thì đảm bảo cho các bác là không đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy số vẫn còn rất là ngon. Cái kính bên kia bị ố rồi. Xe toàn nằm để đấy thôi. Ui, phải nói là xe chất thật. Ui, ngồi cảm giác rất là sung sướng luôn. Con này ghế điện có vấn ghế điện điều chỉnh lên xuống là bị hết rồi. Cái này nó rát ra một chút. Mới lăn bánh được có 20 vạn. Đảm bảo cho quý vị là bạn đúng 20 vạn thôi nhá. Đúng 20 vạn của chiếc xe này. Chỉ có 20 vạn thôi. Đồng hồ công tơ mét hiển thị hơi bị kém tí. Điểm trừ cho chiếc xe. Thế nhưng mà được lại thì đảm bảo cho quý vị các bạn là xe chất, kiếm đâu ra. Vâng, rất là đẹp luôn. Em mở cho quý vị các bạn. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Lexus RX350 bản xuất nha quý vị các bạn nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, đã tháo biển rồi. Con này thì sử dụng máy xăng 3.5, hộp số tự động, vô cấp. Có đến 7 túi khí, sơn zin của xe luôn. Xe là sơn zin nha quý vị nhá. Sơn zin, nội thất thì đẹp, lốp láp mới. Phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn. Một chiếc RX350 với giá tiền thì cực kỳ là siêu ưu đãi. Chỉ có giá 245 triệu đồng thôi. Có tin được không? Chắc chắn là tin đi. Vì ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có em Vũ Duy Auto. Vâng, và em đang đi quay quanh chiếc xe này để cho quý vị các bạn cùng nhìn về chiếc xe đẹp. Đánh giá luôn tổng thể ngoại quan của chiếc xe. Đầu tiên, phần đèn. Thưa quý vị các bạn, phần đèn của chiếc xe là sử dụng công nghệ đèn bi xe lông mở góc HID, chiếu sáng cực xa, cực tốt, cực chắc chắn. Và đèn đó thì sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đấy, các bác nhìn này, đèn bi xe lông cực kỳ sáng, mở góc theo góc lái nhá. Tức là logo Lexus thì nó đã cũ theo thời gian, nhưng mà được cái là vẫn còn chất và đảm bảo cho quý vị các bạn là xe không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số ngon, êm, zin. À, đèn dưới này, cản này, đảm bảo cho quý vị không một lỗi lầm luôn nhé. Xe của nhà nước thanh lý. Vâng, nên là nó thực sự là đẹp. Một chiếc xe rất là nét luôn. Đấy. À, lốp láp thì sử dụng vành la răng 18 inch. Lốp 235 55 vành 18. Vành la răng 5 chấu của xe thì cực kỳ đẹp, không một vết chảy xước nhỏ, chỉ bụi bẩn một chút thôi. Lốp láp cực kỳ dày mới. Khẳng định cho quý vị các bạn là không có con xe nào đọa được bằng. 4 bánh phanh đĩa kết hợp phanh ABS an toàn. Và đây quý vị các bạn nhìn này, dạng xe dòng xe Kosovo đời đầu 2008.
một mẫu xe đứng đầu phân khúc luôn. Vâng, rất là đẹp, và tại thị trường Việt Nam dòng xe này được ưa chuộng rất là nhiều. Với cái đời này, xe này tại thị trường Việt Nam hiện nay đang là 650 đến 700 triệu đồng mua được một chiếc xe như thế này. Nhưng tại Vũ Duy Auto chỉ có 245 triệu đồng thôi. Những ai yêu cái dòng này hãy alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Vâng, xe rất là đẹp luôn và đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Những ai quan tâm đến dòng xe đẹp này thì hãy alo ngay để kẻo mất hình. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, sơn xi đồng đều, nội thất ngoại thất không chê vào đâu được. Lốp láp mới, một chiếc xe 5 chỗ ngồi nhá các vị nhá. 5 chỗ ngồi, rộng rãi cực kỳ luôn. Điểm trừ, kính này bị ố theo thời gian, nhưng đây là kính zin và ố. Đúng là chưa bao giờ nhìn thấy kiểu ố này, đỏ vàng. Đấy. Cửa này mở chắc chắn luôn, đảm bảo cho quý vị các bạn là không mất một phân ly keo chỉ nào nhá. Không mất một phân ly keo chỉ nào luôn đối với chiếc xe đẹp này. Tappy thì cực kỳ sạch sẽ. Tappy zin đét đẹp luôn, sạch sẽ cực kỳ. Phần ốp gỗ bọc cực kỳ bóng lộn. Vâng, phần da thì sờ rất là mềm. Cửa chốt điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Và kính điện lên xuống thì hoàn toàn ok. Đấy, tất cả xe đều hoạt động hoàn toàn bình thường nhá quý vị nhá. Những ai yêu thích cái dòng xe nét căng đét đẹp đẹp này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto để mà cảm nhận và trải nghiệm. Một chiếc xe không chê vào đâu được. Với cái giá tiền thì vô cùng yêu. Vâng, vô cùng yêu luôn quý vị các bạn ạ. Chỉ có 245 triệu đồng thôi. Hàng hiếm kiếm đâu ra. Vâng, một chiếc xe mà táp lô này quý vị các bạn này. Đảm bảo cho các bạn cam kết không đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy số zin. Máy số zin hoạt động hoàn toàn ok, lăn bánh được 20 vạn. Các bác có thể nhìn cái phần ghế da này thì các bác biết là đánh giá xe như thế nào rồi. Ghế da này, ghế da zin toàn bộ xe luôn. Đấy. Nội thất ghế da cực đẹp luôn. Túi khí, con này có đến 7 túi khí nhá. Có 7 túi khí cả xe luôn. Ghế điện điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Điều chỉnh 6 hướng luôn quý vị nhá. Cửa nẻo chắc chắn, keo chỉ không mất một phân ly nào. Cửa này cực kỳ chắc luôn, cực kỳ đẹp. Phải nói là một mẫu xe quá là tuyệt vời. Lexus RX350, xe đẹp, hàng chất, tiền tươi, thóc thật. Ngay tại Vũ Duy Auto đang có mặt. Vâng, xe rất là nét luôn. Những ai quan tâm đến cái xe này thì hãy alo ngay cho em để được trải nghiệm và cảm nhận. Con này thì có thể 3 màn hình. Một màn hình chính ở giữa và hai màn hình ở tựa lưng sau ghế. Hoạt động hoàn toàn ok. Đấy. Những cái chiếc cái này thì quý vị tí nữa em sẽ kiểm tra lại. Thế còn này, hộc đồ này. Đấy. Nội thất ghế này đẹp cực kỳ luôn, ghế da zin. Ghế da zin hàng nhập khẩu, nó đẹp hoàn toàn luôn quý vị này. Đấy, lỗ thoáng khí nhá. Ghế da đẹp, lỗ thoáng khí này còn nguyên luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì có hai vùng điều hòa, vùng trước và vùng sau. Trần nỉ thì cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn. Trần nỉ này sạch nét zin luôn. Và cửa nóc đây, cửa sổ trời. Đấy. Những bác nào yêu thích cái dòng Kosovo hiện đại của Nhật Bản này thì hãy alo ngay cho em. Đây là cơ hội cho các bác. Vâng, một chiếc Lexus RX350. Máy đang chạy êm du cực kỳ luôn, không nghe thấy tiếng. Vâng, máy chạy cực êm chất. Đấy, không có chuyện như công nông như mấy con xe bình thường. Đấy, cửa này mở lên êm khít, đảm bảo cho quý vị các bạn nhé, không lỗi lầm. Xe cực chất luôn, cực nét luôn. Đấy. Và giá của xe thì vô cùng yêu. Đấy. Xe rất là đẹp. Và đang có mặt tại em Vũ Duy Auto. Vâng, những ai thích đến xem xe trải nghiệm thì hãy alo ngay cho em để mà được đến trải nghiệm chiếc xe này. Một chiếc xe tuyệt vời, giá thành vô cùng phải chăng. Keo chỉ không mất một phân ly nào, zin đét đẹp của nhà nước thanh lý thì các bác biết rồi. Cực kỳ nét luôn. Nội thất này, các bác nhìn không gian để đồ cực kỳ rộng rãi luôn nhá. Đây, rất nhiều chỗ để đồ. Đồ nghề kích lốp này còn nguyên và nó hơi bị han theo thời gian. Cái này thì là một điểm trừ của đồ đẹp rồi. Cũng là một điểm trừ. Thế nhưng mà các bác nhìn đồ nghề các thứ đầy đủ luôn này. Đấy, hàng đẹp. Không chê vào đâu được, không lỗi lầm gì cả. Úi chà chà. Sao nào. Cái này bản lề nhưng mà sao nó lại không lên nhỉ? Khả năng là lốt. À đây, ấn, đúng là hàng hiện đại. Ấn này, đấy, học để đồ nó lại còn ấn mới lên. Đấy, rất là hiện đại luôn. Đúng là em cũng hiếm khi gặp được những cái dòng như thế này. Đấy, thế còn gầm bệ này, các bác nhìn này, lốp sơ cua này, lốp sơ cua đẹp luôn này. Đấy, gầm này, chắc chất luôn. Không lỗi lầm nhá.
đảm bảo cho các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước. Máy số cực ngoan, chạy cực êm. Đồ thì hàng nội địa Nhật thì các bác biết rồi, chất của nó như thế nào rồi. Đấy, rất là rộng rãi, hàng đẹp luôn. Ghế da zin, zin toàn bộ xe luôn. Nội thất này, rộng rãi, tiện lợi, thoáng đãng. Form dáng ghế các thứ thì đẹp, không chê đâu được. Tapi sạch sẽ, phần da sờ rất là mượt luôn. Kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Kính điện hoạt động hoàn toàn ok nha các bác nhá. Và keo chỉ không mất một phân ni nào. Các bác nhìn các cái dấu ốc này thì các bác biết chất xe như thế nào này. Đấy, dấu ốc này, các bác nhìn này. Nó đẹp như thế này mà. Còn đây là lẫy khóa trẻ em nhá, kéo xuống đây là khóa trẻ em. Đấy, keo chỉ này. Đấy. À, bên lốp này thì các bác nhìn là quả lốp 18 inch này, vành la răng 5 chấu rất là đẹp, nguyên hãng Lexus luôn. Đấy. Lốp láp dày dặn sạch sẽ, cua lốp thì không chê vào đâu được. Cua lốp. Thời tiết này nó hơi bẩn bụi một chút nhá, các bác thông cảm. Còn đâu hàng đẹp như này, không nhanh tay chỉ có bay. Đấy. Với cái giá tiền vô cùng ưu đãi luôn. Đấy. Một chiếc xe rất là nét luôn. Cửa kính 4 cầu 1 chạm đây, hoạt động hoàn toàn ok đây. Kính trước các thứ hoạt động hoàn toàn bình thường. Lên xuống kính rất là tốt luôn. Không mất một phân ly keo chỉ nào, cột kèo keo chỉ đảm bảo cho các bác là xe đẹp luôn. Thế còn tem nhãn của xe đây. Tem nhãn đầy đủ nhá các bác nhá. Con này thì sản xuất tại Nhật Bản luôn. Made in Japan. À con này xin lỗi quý vị các bạn, sản xuất tại Canada. Bản xuất luôn, xin lỗi. Vâng, hàng Nhật nhưng mà sản xuất tại Canada. Đấy, kéo này, ghế này. Hàng xuất Mỹ mà. Và xuất Bắc Mỹ luôn. Rất là tiện lợi, điều chỉnh 8 hướng luôn. Điện đóm các thứ đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Ngồi ghế thì thưa quý vị các bạn là vô lăng thì điều chỉnh 8 hướng nhá. Vô lăng điều chỉnh 10 hướng, xin lỗi quý vị. Đấy, vô lăng điều chỉnh 10 hướng. Logo Lexus nổi bật luôn. Và túi khí còn nguyên. Nhưng mà không hiểu sao cái đèn túi khí nó báo, đảm bảo cho quý vị các bạn là túi khí còn nguyên luôn. Nhưng mà cái vấn đề này là khả năng là bị dây chạm một chút cái gì đấy. Thế còn đây là Cruise Control nhá các bác nhá. Cruise Control này, điều khiển ga tự động của xe. Rồi các chức năng gạt mưa, gạt kính các thứ hoạt động hoàn toàn ok này. Đấy, xe rất là nét luôn. Đấy. Gương kính chỉnh điện đây các bác nhá. Gương kính chỉnh điện này. Nút mở bình xăng này. Cửa mở này. Đấy. Đầy đủ luôn. OR chip thì đây. Và đèn đóm thì bật lên sáng thì đây. Đấy, đèn đóm này, OR này. Xem nào. OR của nó là 20 vạn 8.000 cây. Đấy. Xe đi rất là ít luôn. Còn nội thất bên trong thì sử dụng đầu DVD với màn hình hiển thị. Đấy, đầu đĩa DVD đây nhá. Có rất nhiều chức năng tích hợp luôn. Em kiểm tra nào. Đầu đĩa này, banh này. Xem nào. Có mấy cái chức năng cơ bản thôi. Còn đâu mấy cái em cũng không quan tâm lắm. Đấy. DVD, Bluetooth rồi định vị cái gì đấy. Màn hình cảm ứng, USB, radio, TV, iPod, setup rồi cái gì gì đấy. Đây là màn hình cơ bản của hãng nhá các bác nhá. Màn hình nguyên của hãng luôn, sờ lại còn cảm giác nó sần sần vì là vẫn còn nguyên cái tấm bọc. Đấy. Trên này thì điều hòa điều chỉnh auto luôn. Chỉ bằng một nút ấn là full auto luôn. Xe rất là hiện đại luôn. Cửa gió này. Hoạt động các bác ấy nhìn các cái phần đồng hồ hiển thị này, nhiệt độ bên ngoài cài đặt theo nhiệt độ ép của bên nước ngoài nhá. Còn độ sáng này bấm vào cái màn hình này, độ sáng lên này, thông tin này, thay đổi thông tin nhiệt độ, độ ẩm, công tơ mét các thứ linh tinh. Đấy, cửa gió sấy, kính sấy kiếc các thứ đầy đủ luôn. Đấy. Cam lùi ra mình kiểm tra có cam lùi nhá. Con này không thấy lùi, không thấy cam lùi. Đấy là một điểm trừ của cái dòng xe, chiếc xe này. Phanh chân, con này sử dụng phanh chân nhá, hàng cao cấp thì sẽ có phanh chân. Đấy, rất là an toàn. Thôi em phanh chân cái cho nó yên tâm. Đấy. Thế còn cần số của xe thì bọc gỗ và cực kỳ đẹp luôn, mới tinh luôn, mới như xe mới luôn các quý vị nhá. Số má đầy đủ, đẹp tuyệt vời này. Đấy, học đồ thì cũng tương đối khá là hiện đại, có nhiều chức năng. Cái này ở đây ấn này, ấn mở ở đây. Ủa trời, học đồ ấn mở đấy. Nắm chuyện lắm. Nói chung là đồ hàng xịn thì cũng không biết đâu được mà lần. Nó lắm kiểu ấn xuống gai lên. À thế là ấn xuống gai lên. Đấy. Hàng đẹp, tiền yêu, giá mềm. À khóa điện rồi. À, khóa học đồ này. Học để đồ có khóa an toàn nha các bác nhá. Đấy. Mở ra cái rất là nhẹ nhàng tiện lợi. Đây. Kính chiếu hậu đây. Rụng ra cái vứt vào đây. Đấy. Hàng đẹp luôn. Đấy.
Nói chung là một chiếc xe rất là nét luôn. Đấy, cắm chìa khóa cái các bác nhìn này. Đây này, em cắm chìa khóa cái nhá, vô lăng điều khiển luôn, tự động luôn này, lên xuống này. Đấy, rất là hiện đại. Rồi, ta đi kiểm tra phần khoang máy, sau đó thì gầm bệ đi. Đấy, đề đóm nổ phát là chạy ngay. Máy số chạy cực êm luôn. Con này máy 3.5 nên là cũng có gọi là lượng tiêu thụ nhiên liệu nó cũng hơi là căng đòn. Thế nhưng bù lại cái là độ chất của nó thì không con xe nào sánh bằng. Đấy, lốp láp dày dặn đẹp như mới luôn. Đấy. Và thời tiết thì đang mưa. Thế nên là quý vị các bạn nào yêu cái xe mà đang trời mưa này thì hãy alo ngay cho Vũ Di Auto. Wow. Thưa quý vị các bạn, khoang động cơ của con xe này cực kỳ đẹp luôn. Động cơ sử dụng máy V6 3.5, mức tiêu thụ nhiên liệu thì cũng khá là cao, 15 lít trên 100 cây. Nhưng bù lại cái là nó được độ đầm chắc và êm, và máy số là zin nhá. Đảm bảo cho quý vị các bạn là máy số zin chưa ra luôn. Máy số zin chưa ra, máy móc trực cực kỳ êm. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì mưa quá to nên em đã phải dừng lại để không quay chiếc xe này nữa. Thế nhưng mà đây thưa quý vị các bạn, đảm bảo cho quý vị các bạn là máy zin chưa ra, chưa ngập nước nhá. Máy cực kỳ êm chất luôn, chạy cực êm. Vâng, quý vị các bạn có thể nhìn về chất máy này, các cái quan ốc thì các bác có thể biết là như nào. Xe mới lăn bánh được có 20 vạn thôi, cực kỳ đẹp luôn, không lỗi lầm. Đấy, hàng đẹp, một chiếc xe chỉ có thay ắc quy thôi nhá quý vị nhá. Chỉ có thay ắc quy thôi. Vâng. Thế còn phần ốp này các bác nhìn, ốp sườn này đều luôn này. Đấy, số khung còn nguyên này. Đấy, rất là đẹp và đều luôn. Phần đầu đèn thì cũng có một chút rồi, quẹt đây, nhẹ thế nhưng mà không sao. Khung rằng đẹp là được. Đảm bảo cho các bác là xe rất là nét luôn, không đâm đụng, không ngập nước, mà máy số thì cực kỳ ngon. Đấy, thời tiết lại mưa rồi. Hôm nay phải nói là thời tiết quá là mưa. Keo chỉ không mất một phân ly nào nhá. Nói chung là cabo thì cũng đã cũ theo thời gian nên là có một chút sơn xi lại rồi. Thế nhưng mà được cái là keo chỉ ngon. Và đặc biệt là tấm thảm nỉ của xe thì vẫn còn nguyên. Đấy, động cơ V6 3.5 hoạt động hoàn toàn êm ái, số mượt mà, êm chắc. Và đảm bảo cho các bác là máy số zin chưa có vấn đề gì cả. Đấy, đấy là một điều khẳng định cho chất lượng của xe. Gầm của chiếc xe thì đã được độ thêm bộ cản gầm bằng inox rất là bóng sáng luôn, Lexus RX350. Gầm bệ chắc chất. Và đây các bác nhìn máy số khô luôn này. Máy số khô, gầm bệ chắc cao thoáng mục ngọt, không mục ngọt đấy các bác nhá. Gầm bệ chắc chắn, cao thoáng, không mục ngọt. Đấy, gầm bệ này các bác nhìn này, một chiếc Lexus 350 RX. Quá là đẹp. Đấy, kiếm đâu ra, hàng hiếm kiếm đâu ra. Vâng. Nếu bác nào yêu cái dòng này thì hãy alo ngay cho em Fuji Auto để được mà trải nghiệm và cảm nhận chiếc xe này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, gầm bệ cực chất chắc luôn. Đấy, sạch sẽ, đẹp đẽ, gầm bệ không chê vào đâu được. Vâng, nội thất thì nét. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Fuji Auto tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Lexus RX350 sản xuất năm 2008. Một chiếc xe màu trắng cực kỳ đẹp, đã được rút biển ra rồi. Bản phun cửa nóc hoạt động hoàn toàn bình thường. Tất cả máy móc gầm bệ chất, nội ngoại thất đẹp, lốp láp mới, phanh an toàn, máy số zin. Và thưa quý vị các bạn, với giá tiền chỉ có 245 triệu đồng, đây là một mẫu xe tuyệt vời cho quý vị các bạn. Những ai mà quan tâm đến mẫu xe này, alo ngay, nhấc máy ngay để được mà xem xe, trải nghiệm và cảm nhận. Em Vũ Di Auto xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Vũ Di Auto trong thời gian qua. Và đây cũng là một phần quà tuyệt vời dành cho quý vị các bạn cũng như là mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời, chiếc xe ưng ý. Xin chào, tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.